Quý vị thân mến, trong cái chuyên mục tử vi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tử vi tuổi Tý năm Canh Tý 2020. Xem bói tử vi năm 2020, trong cái năm Canh Tý thì dù phạm phải cái thái tuế nhưng vận trình của con giáp này vẫn khá tốt. Sự nghiệp tăng tiến, tài lộc cũng không tồi. Duy có tình duyên và sức khỏe là không phải lúc nào cũng được như mong muốn. Thì trong cái video này chúng tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn là tổng quan tử vi tuổi Tý của năm 2020. Và tử vi về sự nghiệp, tử vi về tài lộc, về tình cảm, về sức khỏe và cái tử vi của người tuổi Tý trong cái năm này theo từng tuổi chi tiết nhất và từng tháng chi tiết nhất và cái cách hóa giải theo phong thủy phi tinh trong cái năm 2020 này. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của tuổi Tý trong năm 2020. Thứ nhất, đây là cái tổng quan tử vi tuổi Tý năm 2020. Thì trong cái năm này, người tuổi Tý phạm thái tuế. Trong năm thái tuế đương đầu, không họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm này là cái năm tuổi của con giáp tuổi Tý, vì thế mà tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, nhiều mong muốn, hoặc sống quá thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho cái sự tiêu cực và tăm tối, thể hiện qua cái việc những chú chó khó giữ được cái tâm thế bình thản, an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những cái ác tâm, dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân mình thì có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những cái mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra thì phạm thái tuế luôn là cái điểm hung, Tý Thủy đứng đầu, nên bản mệnh cần lưu ý trong cái công việc kinh doanh buôn bán, nên hạn chế đụng tới những cái hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những cái tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng. Các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những cái tác động không nhỏ với sức khỏe của người tuổi Tý trong cái năm này. Và xem tử vi năm 2020 của tuổi Tý thì con giáp này dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điểm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những cái vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên chúng tôi xin nhắc nhở tuổi Tý trong cái năm Canh Tý là chớ nên ham vui mà tới những cái nơi sâu sóng cả cũng cần phải lưu tâm cả những cái nơi là hầm ngầm hay hang động dưới lòng đất. Những cái nơi tà khí vượng nếu không dễ gặp tai họa khôn lường. Và cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta cùng xem là cái tử vi sự nghiệp của người tuổi Tý trong năm 2020 này như thế nào. Thì xem tử vi sự nghiệp trong năm này, con giáp này có tỷ kiên chiếu mệnh, Tý Thủy tọa thái tuế, trong hung vẫn có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước. Nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Trong cái năm Canh Tý thì những cái chú chuột nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cũng xuất sắc vượt qua các cái kỳ thi sát hạch và có được bằng cấp đúng như dự kiến. Chuyện tìm việc cũng không quá khó khăn. Tăng lương thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Tý trong năm trực thái tuế là cái điều khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi không phải cứ phạm thái tuế là sẽ gặp vận xui. Thiên can canh kim dưỡng cho tỷ kiên Tý Thủy của tuổi Tý nên con giáp này sẽ phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay những cái công việc mà có liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh nên tìm cho mình cái công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cái cơ hội phát triển cũng như là lỡ mất cái sự giúp đỡ của quý nhân. Đồng thời thì người cầm tinh con chuột nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình, đừng ỷ lại vào quý nhân. Mục tiêu mình đề ra thì cần phải nỗ lực và cố gắng hết mình.
Chẳng ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Và đặc biệt là phải hạn chế dùng các cái chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá để giữ cho cái sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực. Tránh xa những cái nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu làm lại từ đầu. Và cái vấn đề thứ ba là về cái vấn đề là tài lộc trong cái năm 2020 này, thì xem cái tử vi tuổi Tý năm 2020 về phương diện tài lộc, con giáp này dễ nhận được cái sự giúp đỡ và của trưởng bối, những khó khăn trở ngại nhờ thế cũng dễ dàng vượt qua hơn. Bước khởi đầu có sự hậu thuẫn của gia đình là tiền đề vô cùng thuận lợi trên con đường khởi nghiệp của tuổi Tý. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này, có những kế hoạch làm ăn kinh doanh kín kẽ, từng bước gây dựng nên đế chế của riêng mình. Đây là thời điểm rất tốt cho những bạn muốn bắt đầu khởi nghiệp. Tuổi Tý cũng có thể dựa vào chính năng lực của bản thân để tăng thêm cái độ dày cho ví tiền của mình. Bản mệnh có năng lực thực sự, có bằng cấp rõ ràng, cùng với tham vọng và cố gắng không ngừng mà được cấp trên ưu ái, tăng thêm cho mức đãi ngộ hay tăng lương, tăng thưởng. Ngoài ra thì do cái thái tuế Tý thủy quá vượng khắc chế yếu tố hỏa trong ngũ hành, mà hỏa vừa khéo lại vừa tài tinh của tuổi Tý, nên con giáp này cần phải lưu ý những cái điểm sau để tránh bị hao tài tốn của, thất thoát tiền bạc. Đừng lúc nào cũng cho mình là đúng mà cần phải lắng nghe và tiếp thu, có chọn lọc ý kiến của những người xung quanh. Chủ động là tốt nhưng đừng tự tung tự tác, làm gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng. Những sai lầm có thể bắt nguồn từ cái sự lơ đãng coi thường, đặc biệt việc rượu chè nhậu nhẹt chẳng những hại sức khỏe mà trong năm 2020 này còn có thể khiến cho những chú chuột phải tốn một cái khoản lớn cho việc đền bù thiệt hại cũng như chăm sóc sức khỏe. Hạn chế đi đến những cái nơi tối tăm ám khí, ở đó sẽ xua hết cát khí khiến cho may mắn rời bỏ. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến động không mong muốn trong tài chính. Về cái vấn đề tình cảm thì xét cái vận trình tình duyên năm này của người tuổi Tý thì có thể thấy đào hoa không quá vượng. Tuy nhiên do thái tuế Tý thủy là cát tinh, tỷ kiên của con giáp này vốn là một trong bốn cái chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực thái tuế thủy vượng nên ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Canh Tý không có nhiều nhưng không phải là không có. Bằng cái sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh cũng có được cái cơ may tình duyên. Tuy nhiên thì điều đó cũng không đồng nghĩa với cái việc là con giáp này phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm, chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Tuổi Tý nên gạt bỏ những cái suy nghĩ định kiến của mình. Nếu có cảm tình, thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội để tiếp cận và tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các cái mối quan hệ của anh chị, bố mẹ hay cô dì chú bác trong nhà để tìm thêm cơ duyên cho mình. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cũng cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là sự hy sinh, cho đi không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều gì đó tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Năm nay, thái tuế lưu niên là Tý Thủy cũng tượng trưng cho những cái nơi vui chơi giải trí, quán rượu, quán bia. Trong năm bản mệnh, tuổi Tý dễ vì cái thú vui nhất thời mà gây ra cái tổn thương cho những người yêu thương mình. Và chúng tôi khuyên bạn là nên hạn chế những cái nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, cũng nên hạn chế uống rượu bia, nếu không dễ vì mất tỉnh táo mà phạm sai lầm gây ra tai họa và tự tay phá hủy cái hạnh phúc của mình. Nơi hò hẹn của đôi lứa cũng nên tìm cái nơi sáng sủa, khô ráo, tránh tới những cái nơi ẩm ướt như bờ sông, bờ biển, dễ gặp phải cái chuyện mà không hay. Về cái vấn đề sức khỏe thì xem tử vi tuổi Tý năm Canh Tý 2020 thì con giáp này sức khỏe không được tốt lắm. Sức khỏe mạnh của tỷ kiên khá lớn, có cát mà có cả hung. Nhìn từ cái góc độ phong thủy thì năm 2020 thủy vượng, hỏa và kim chịu áp chế nên suy yếu, mà hỏa bị thủy khắc nên con giáp này dễ mắc bệnh cảm cúm, phong hàn, các bệnh liên quan đến hệ hô hấp cũng như bệnh về tim mạch. Tuổi Tý thường ngày nên năng tập thể dục thể thao, đến những nơi có nhiều cây xanh để thư giãn cơ thể, thư thái tinh thần. Có thể học thêm
cách hít thở để điều chỉnh nhịp thở có lợi cho sức khỏe. Và tùy theo cái sức khỏe của mình thì con giáp này có thể tham gia các hoạt động thể thao. Về cơ bản đều sẽ thúc đẩy sức khỏe tốt hơn, tránh xa tửu sắc, hạn chế đến cái nơi tăm tối ẩm ướt cũng như những cái nơi mà nhiều tà khí, sẽ giúp cho những cái chú chuột tránh được những cái hậu họa tiềm ẩn cho sức khỏe. Và tiếp theo, bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với từng tuổi chi tiết cho người tuổi Tý trong cái năm Canh Tý 2020 này. Đó là các cái tuổi Mậu Tý năm 48, Canh Tý năm 60, Nhâm Tý năm 72, Giáp Tý năm 84 và Bính Tý năm 96, Mậu Tý năm 2008. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái tuổi một, xem là trong năm 2020 này, những tuổi này sẽ có những cái may mắn như thế nào. Thứ nhất đấy là tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 2008, tích lịch hỏa. Thì bước sang năm 2020 thì chuyện học hành của Mậu Tý sẽ không được thuận lợi như ý, có khá nhiều biến động cả về chủ quan và khách quan, áp lực học tập, điểm số khá lớn, khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những cái khó khăn trong cái thời gian này. Và cái phương pháp giáo dục của thầy cô và cha mẹ vô cùng quan trọng. Mậu Tý đang tuổi tâm sinh lý phát triển, có thể vì những cái tác động nhỏ của người bên ngoài mà nảy sinh cái suy nghĩ tiêu cực. Nên học cái cách hiểu và thông cảm cho con, đặt mình vào vị trí của con để khích lệ, cổ vũ và động viên con mình nhìn theo cái hướng tích cực trong mọi vấn đề. Cha mẹ có thể khuyến khích con tham gia các hoạt động ngoại khóa, tập thể dục thể thao hay học thêm các cái môn năng khiếu mà con có hứng thú để giảm bớt áp lực về chuyện học hành trên trường lớp. Những việc này chẳng những có thể giúp con thấy vui vẻ, yêu đời hơn mà cũng giúp con dễ dàng tự cân bằng cuộc sống của mình, có thêm những cái hành trang mới để vào đời. Và cái hoạt động thể dục thể thao vừa phải cũng giúp giấc ngủ được sâu hơn, thể chất và tinh thần đều được cải thiện, gián tiếp nâng cao thành tích học tập. Nếu cha mẹ không đủ quan tâm và thấu hiểu, chỉ thấy con học hành tiếp thu kém, thiếu tập trung mà vội vàng trách mắng, gia tăng áp lực, không chịu tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách xử lý kịp thời, thì chỉ khiến cho thành tích học tập ngày càng đi xuống. Cái tuổi thứ hai đấy là tuổi Bính Tý sinh năm 1996, Giản Hạ Thủy. Thì xem tử vi năm 2020 của người tuổi Bính Tý thì trong cái năm này bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình, cần phải bình tĩnh và kiên cường để không gục ngã trước những cái sóng gió của cuộc đời. Con giáp này tính tình phóng khoáng, thoáng tay trong chi tiêu, vì thế dễ vì thể hiện mà vướng họa phát tài, tiền bạc trong tay bay mất trong chớp mắt. Và chúng tôi cũng xin nhắc nhở Bính Tý rằng hãy lên kế hoạch thu chi hàng ngày hợp lý hơn, đừng vì những cái thứ phù phiếm mà tiêu tiền không kiểm soát. Nên học cách cân nhắc trước khi dùng tiền vào bất cứ chuyện gì, tránh để cảm xúc dẫn dắt lý trí mà càng ngày càng lún sâu vào cái khủng hoảng kinh tế. Và trong cái công việc thì cần học cách nhẫn nhịn, khiêm nhường, khống chế cảm xúc thật tốt, làm việc gì cũng cần phải nhìn nhận theo hướng thực tế, đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Cần phải có kế hoạch rõ ràng và kiến thức phù hợp. Việc đầu tư mạo hiểm có thể mang lại cái lợi nhuận tốt nhưng có thể khiến bạn trắng tay bất cứ lúc nào. Và trong cái năm 2020 này, Bính Tý hãy tập trung tốt làm việc của mình, đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến cái hiệu quả công việc, cũng đừng nghĩ rằng có thể dựa vào vận may để làm giàu. Với những bạn còn đang tiếp tục theo đuổi cái sự nghiệp học hành thì cần phải biết lấy tĩnh làm động, lấy lùi làm tiến, không nên bốc đồng xúc nổi trong chốc lát để rồi sau đó phải gánh chịu hậu quả. Trong xã hội ngày nay, bên cạnh cái năng lực thực sự thì bằng cấp cũng quan trọng không kém, đóng vai trò không nhỏ trong cái sự thành bại khi xin việc sau này. Khi học thì nên tập trung học tập, lấy được kiến thức và bằng cấp mới là việc quan trọng nhất. Đừng vì những cái thú vui cá nhân mà để mình lỡ mất tiến độ. Và cái tuổi thứ ba đấy là tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, Hải Trung Kim. Người tuổi Giáp Tý trong nửa đầu năm 2020 thì tài vận có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được cái mục tiêu. Công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, dễ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện những cái biến động khá lớn.
ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh thất thế, tinh thần xuống dốc, không đủ tự tin để đối mặt với những cái trở ngại phía trước, nên sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại nối tiếp thất bại, khó có thể lật ngược được thế cờ, lội ngược dòng thành công. Tuy nhiên thì cơ hội vẫn dành cho những bạn biết định hướng lại công việc của mình, lên kế hoạch cho những cái mục tiêu sắp tới, nỗ lực không ngừng sẽ giúp bạn giảm bớt khó khăn. Và từ giữa năm trở đi thì thứ tài khởi vượng, con giáp này có thể xem xét đến việc đầu tư cổ phiếu, chơi chứng khoán hay là kinh doanh. Nhưng phải nhớ, làm gì cũng phải lượng sức mình. Đừng ham quá mà kiểng chân, tự đẩy mình vào nguy cơ mất tiền hao của. Và chúng tôi cũng khuyên bạn là đừng nên tùy tiện tin vào lời của người khác, nhất là trong cái chuyện đầu tư. Sai một ly là đi luôn cả vài tỷ. Chớ nghĩ rằng ai cũng tốt với mình, thấy lợi ai chẳng ham, sao có chuyện dễ dàng nhường cho người khác được. Về chuyện tình cảm, năm nay có điềm báo, hỷ sự, mệnh chủ dễ gặp được người xứng đôi vừa lứa. Bản thân bạn được không ít người bày tỏ tình cảm, tuy nhiên thì những người bạn đã quen biết lâu năm sẽ có phần đáng tin và dễ đi đến hạnh phúc hơn. Tuổi thứ tư là tuổi Nhâm Tý sinh năm 72, tang đố mộc. Thì người tuổi Tý trong năm 2020 này thì vận trình thăng trầm bất định, cứ tưởng an lành thì lại gặp chuyện, cứ ngỡ hết đường lui thì lại nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Về phương diện sự nghiệp thì con giáp này bị tiểu nhân không ngừng quấy nhiễu, cơ hội để tăng lương vốn đã không nhiều nay còn ít ỏi hơn. Tuy nhiên thì về cơ bản thì thu nhập chính của con giáp này vẫn khá ổn định, không cần phải quá mức lo lắng. Thời gian rảnh rỗi nhiều, cũng không có nhiều việc bận rộn, bạn có thể dành thời gian để trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình, hoặc tìm thêm cái cơ hội việc làm có khả năng phát triển tốt hơn. Khi đã có năng lực vượt trội thì không lo không có đất dụng võ. Riêng đối với người Nhâm Tý, làm kinh doanh buôn bán cần phải chú ý. Nếu có ý định đầu tư kinh doanh vào những cái lĩnh vực mới nổi hay ngành nghề mình không quen thuộc thì nên hết sức cẩn trọng, chuẩn bị kế hoạch thực hiện kỹ càng, có phương án dự phòng cho những cái tình huống bất ngờ phát sinh. Đừng nóng vội cũng chớ bốc đồng, hãy giữ cho mình tỉnh táo và sáng suốt. Có thế thì mới vượt qua được những cái thử thách, tìm thấy thành công, thậm chí là nắm bắt được cái thời cơ phát tài trong chốc lát mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Tuy nhiên, dù tài lộc thu về ít hay nhiều thì bản mệnh cũng cần phải biết khiêm nhường. Chớ nên tự cao tự đại hay nghĩ mình kiếm tiền quá dễ dàng mà vung tay quá chán. Trong năm vận trình biến động khá lớn, không nên đầu tư lâu dài, nên thấy có lợi là nhanh tay thu lưới, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Và thứ năm đấy là cái tuổi Canh Tý sinh năm 60, Bích Thượng Thổ. Tiến sang cái năm 2020 này thì vận trình của người tuổi Canh Tý khá bình ổn. Nếu bản mệnh còn đang công tác thì công việc khá nhàn hạ mà thu nhập lại không tồi. Tới cuối năm còn có thêm thu nhập ngoài luồng cùng tiền thưởng, chẳng lo thiếu tiền thiếu bạc. Tuy nhiên thì con giáp này nên chú ý hơn đến cái thói quen ăn uống của mình. Tuổi tác lớn dần thì sức khỏe cũng không bằng khi trai tráng, nên giảm bớt tần suất ăn nhậu tiếp khách, hạn chế rượu bia thuốc lá. Và tuổi Canh Tý cũng đừng quá sa đà, mê đắm chuyện nam nữ thường tình, nên dành cái thời gian rảnh rỗi để đi dạo cho thư thái đầu óc hoặc luyện tập thể dục thể thao tăng cường sức khỏe. Nếu bản mệnh đã vào tuổi về hưu thì trong năm sẽ có cơ hội đầu tư khá tốt, có thể thu lời về tay. Nhưng tuổi Canh Tý chú ý, càng thấy lợi càng cần phải cẩn trọng, đừng vội vàng tin lời người khác bởi có thể là lời nói gian dối lừa gạt. Khi gặp chuyện quan trọng thì nên tham khảo ý kiến của gia đình và người thân, đừng lộ mãng tự ý quyết định, đến lúc gặp chuyện thì chẳng thể trách ai được. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh không mắc phải bệnh tật gì nghiêm trọng nhưng khó tránh khỏi những cái chuyện tai họa bất ngờ gây chảy máu bị thương. Con giáp này có thể tìm cách hóa giải bằng cách là hiến máu, nhổ răng để giảm bớt cái tai ương. Tiếp theo là tuổi Mậu Tý sinh năm 48, tích lịch hỏa. Thì xem tử vi năm 2020 này của người tuổi Mậu Tý thì con giáp này bước vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, đi qua gần hết cuộc đời, trong tay cũng có một số cái vốn nho nhỏ tích lũy để phòng khi mà đau yếu. Bản mệnh không phải lo lắng cơm ăn áo mặc
con cháu đầy nhà nhưng do tuổi tác đã cao nên khó lòng tránh khỏi những cái vấn đề về sức khỏe, nhất là những cái bệnh về đường hô hấp hay bệnh về gan thận. Người tuổi này cần phải chú ý đến sức khỏe của mình. Hễ thấy trong người mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, hô hấp khó khăn thì nên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để khám. Thời điểm đầu năm Canh Tý có nhiều chuyện rắc rối hay phiền tâm lo nghĩ, càng thêm ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản mệnh nên giữ cho cái tinh thần thoải mái, đừng suy nghĩ lung tung mà đã mệt càng thêm mệt. Nên dành thời gian rảnh rỗi để thăm hỏi, trò chuyện cùng bạn đồng niên, cũng năng chia sẻ tâm sự suy nghĩ của mình với người thân, đừng giữ chuyện buồn trong lòng mà tâm tình bí bách buồn rầu. Trong cuộc sống hàng ngày hãy sống vui vẻ lạc quan, giữ tinh thần thoải mái. Nếu lỡ có mâu thuẫn xung đột gì với người nhà thì nên nghĩ thoáng ra, đừng cố chấp mà hãy bao dung tha thứ, giữ cho gia đình êm ấm. Và tiếp theo xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với cái tổng quan tử vi từng tháng của tuổi Tý trong năm 2020 này. Thứ nhất là đối với tử vi tháng 1 của năm 2020 âm lịch, trong cái tháng đầu năm Canh Tý 2020, vận trình của người tuổi Tý không được lạc quan cho lắm, công việc khá khó khăn, trở ngại, gặp nhiều chuyện không như ý. Con giáp này có thể bị lãnh đạo phê bình, khách hàng gây khó dễ, dù bỏ ra không ít công sức, vất vả trăm bề nhưng cuối cùng lại chẳng được hưởng thành quả là bao. Có điều ông trời có mắt trắng tuyệt đường sống của ai bao giờ. Càng khi khó khăn trở ngại thì càng phải giữ cho mình cái tinh thần lạc quan, cố gắng phát huy hết cái năng lực của mình, dùng cái sự lạc quan để đối mặt với mọi thử thách trong đời, rồi sẽ có được mục tiêu mình muốn. Về phương diện tình cảm thì tuổi Tý cũng chẳng được thuận tâm. Các cặp đôi dễ nảy sinh cái mâu thuẫn tranh cãi với nhau, thậm chí có thể lừa dối, phản bội nhau. Sống cùng nhau mà bằng mặt chẳng bằng lòng, hạnh phúc chẳng thấy mà chỉ là toàn nỗi buồn. Bản mệnh hãy nhìn kỹ lại cái mối quan hệ của mình. Nếu còn tình cảm, còn có thể cứu vãn thì hãy tha thứ, bao dung cho nhau để giữ lấy hạnh phúc. Còn nếu tình cảm đã cạn thì nên học cách buông tay, đừng gò ép bản thân mà khiến mình càng lún sâu vào cái bi kịch. Và sang tháng 2 âm năm 2020 thì người tuổi Tý sẽ có những cái biến chuyển theo chiều hướng tích cực về phương diện tài lộc và sức khỏe. Dù là người đã kinh doanh, làm ăn lâu năm hay người mới bước chân vào trường đời thì cũng sẽ có được cái nguồn thu nhập vô cùng khả quan. Thu nhập chính gia tăng, thứ tài cùng khởi vượng, bản mệnh gặp nhiều may mắn về tiền bạc, khả năng trúng thưởng, trúng tiền rất lớn. Việc đầu tư kinh doanh sẽ có những cái tiến triển tốt. Bạn cũng có thể thử sức mình để khởi nghiệp trong một cái lĩnh vực nào đó. Có điều lịch vạn niên vẫn cho thấy bản mệnh đừng nên tham lam quá mức mà tự đẩy mình vào cái nguy hiểm. Thời thế có thể xoay chuyển, hãy lưu ý để có những cái thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Thời tiết ấm dần lên, sức khỏe của tuổi Tý cũng dần được tốt hơn. Có những cái dấu hiệu đáng mừng, tuy nhiên thì bản mệnh đừng vội thấy thế mà đã chủ quan, hàng ngày cần phải dành cái thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng. Bước vào tháng 3 âm năm Canh Tý thì người cầm tinh con chuột sẽ đón nhiều cái niềm vui trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên của bạn khá lý tưởng, có được những cái điều mình mong muốn. Người độc thân sớm tìm thấy chân tình. Người có đôi sẽ thấy tình yêu càng ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn. Người tuổi Tý nếu đã lớn tuổi mà còn độc thân thì khả năng tìm được mảnh ghép cuộc đời mình là vô cùng lớn. Có điều bạn cần nhớ rằng là cơ hội không có nhiều, nếu chính bản thân mình không chủ động nắm bắt được cái hạnh phúc thì sẽ lại chạm vai lướt qua. Đừng vì ngại ngùng hay tự ái mà để lỡ chuyện chung thân đại sự của mình. Tuy nhiên đối lập với bức tranh này, tình cảm đầy màu sắc tươi sáng thì lại là sự ám đạm trong công danh và tài lộc. Bản mệnh sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn trắc trở trong tháng 3 này. Công việc không được như ý muốn, cứ ngỡ gần chạm tới thành công thì lại đủ chuyện bất ngờ phát sinh, thậm chí phát sinh tới tần suất khá dài, sẽ khiến cho bản mệnh rơi vào cái tình trạng hoang mang, mất phương hướng. Bạn không xác định được vấn đề phát sinh là do đâu. Đôi khi càng thêm tự trách mình vì đã chủ quan không kiểm soát được mọi tình huống hay có cái phương án dự trù phù hợp, tránh để cái khủng hoảng xảy ra. Trong trường hợp này, tuổi Tý cần phải tự điều chỉnh tâm lý cho mình để cân bằng trước những cái biến cố.
Đừng ép mình phải trở nên hoàn hảo, sai sót là cái chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy tìm cách để hạn chế nó, sau đó tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt cái phần việc của mình. Bước sang tháng 4 âm lịch thì tuổi Tý thể hiện cái sự tăng tiến trong cái vận trình của con giáp này, tài lộc khá ổn định, không có nhiều biến động quá lớn so với cái tháng trước đó. Về phương diện công danh sự nghiệp thì tuy con giáp này đôi khi vẫn mắc phải cái sai sót, nhưng nhờ có cái sự hiện diện và giúp đỡ của quý nhân nên cấp trên vẫn ưu ái hơn, khiến cho chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Xong, điều mà bạn cần lưu ý là phải học cách nâng cao khả năng ứng biến linh hoạt của mình trước những cái sự việc, sự cố bất ngờ phát sinh, nên có cái phản xạ phù hợp, tránh mắc đi mắc lại cùng một lỗi. Đồng thời trong cái tháng 4 âm này, bản mệnh sẽ tiết kiệm được một cái khoản khá lớn so với cái tháng trước đó. Đặc biệt, các tuổi Tý làm kinh doanh nhỏ lẻ sẽ có nhiều cái cuộc mua bán khá lớn mà chẳng cần phải tìm kiếm xa xôi. Khách hàng tự tìm tới tận nơi. Hãy nhân cái cơ hội này để thu tài lộc về tay mình. Tháng 5 âm lịch năm 2020 của người tuổi Tý báo hiệu về cái sự biến động cực kỳ lớn trong cái vận trình tình cảm và công danh sự nghiệp của con giáp này. Tổng thể cái vận trình trong cái tháng 5 âm lịch càng ngày càng xuống dốc. Có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên thì trong cái tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Ai thấy người mình yêu sắp bị cướp đoạt cũng khó giữ được bình tĩnh. Nhưng nếu bạn vẫn còn yêu và muốn níu giữ hạnh phúc của mình thì hãy cố gắng trấn tĩnh tìm cách để thể hiện tình cảm của mình với người ấy, cố gắng nắm chặt trái tim đối phương. Đồng thời, bạn nên dành cái thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm sự với nửa kia của mình. Có thể bạn đang quá bận rộn với công việc, mất nhiều thời gian để giải quyết những cái khủng hoảng trước mắt mà quên mất rằng mình còn một nửa để yêu thương. Đừng để cho kẻ thứ ba tìm thấy khoảng cách giữa hai người mà chen chân vào. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này nếu đứng trên cái cương vị lãnh đạo hay người đưa ra quyết sách thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì cái trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy giăng ra từ trước. Hành động bốc đồng thiếu sự cẩn trọng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Không chỉ lợi ích cá nhân bạn bị ảnh hưởng mà còn có thể đẩy cả tập thể vào cái thế hiểm nghèo. Và bước sang tháng 6 âm lịch năm 2020 thì vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan cho lắm. Sức khỏe của con giáp này cũng là một trong những cái vấn đề cần phải đặc biệt lưu tâm. Xét về công việc, khi hợp tác cùng khách hàng, đối tác trong quá trình trao đổi, đàm phán, con giáp này cần phải cố gắng chuẩn bị nhiều phương án dự phòng nhất có thể. Hễ đối phương đặt ra tình huống gì cũng đều có cách giải quyết phù hợp. Ngoài ra thì bạn cũng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, lưu tâm đến những cái chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất để tránh tình trạng bị lừa gạt, làm ăn gian dối, hạn chế những cái tổn thất quá lớn cho công ty. Còn về sức khỏe của tuổi Tý trong thời gian này thì chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi sự biến động của thời tiết. Trời nắng nóng gay gắt, không nên phơi nắng ngoài trời quá lâu, nhẹ thì chỉ bị cháy nắng, nặng có thể say nắng gây nguy hại đến sức khỏe. Đặc biệt con giáp này nếu có làn da mẫn cảm thì có thể vì thế mà sưng tấy, lột da, da ửng đỏ vì cháy nắng quá lâu, dù nóng nực nhưng cũng chớ nên ngồi quá gần quạt hay điều hòa mà bị trúng gió cảm mạo. Trong tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn năm 2020 thì tài vận sự nghiệp của tuổi Tý chẳng những không gặp phải điều gì xui xẻo mà ngược lại còn may mắn hơn nữa. Những tín hiệu đáng mừng cho thấy cái sự tiến triển trong công việc cũng như sự tăng tiến về tài lộc. Riêng về tài vận, tuy phát triển không quá nhiều nhưng chắc chắn đủ để bạn chi tiêu dùng dình. Ngoài thu nhập ổn định từ công việc chính thì bản mệnh còn có thêm nguồn thu nhập ngoài luồng. Đặc biệt nếu con giáp này khôn khéo lựa chọn thời cơ để đầu tư thì cũng sẽ có được cái mức lợi nhuận khổng lồ. Tháng 7 năm 2020 cũng là cái lúc mà cơ hội để học tập, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm của bạn có nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, bạn có cơ hội được phân công đi công tác ở tỉnh khác hay đi nước ngoài học tập thêm về lĩnh vực quản lý. Đây là cái cơ hội khá lớn, không phải ai cũng có được. Bạn hãy nắm bắt lấy thời cơ trời cho này, cố gắng dành cái thời gian để nạp điện cho mình.
giữ cho tinh thần hăng hái tiếp nhận kiến thức, kinh nghiệm cũng cần phải mở lòng mình, năng nói chuyện, tiếp xúc với mọi người. Tài vận cực kỳ lý tưởng trong tháng 7 âm này. Tuổi Tý ngoài thu nhập từ công việc chính khá ổn định thì có thể sẽ có nguồn thu khá dồi dào từ lợi nhuận của các cái dự án đầu tư đủ để bạn chi tiêu thoải mái. Và bước sang tháng 8 âm lịch, tháng của lễ hội trung thu và vận trình tình cảm của tuổi Tý cũng có nhiều biến động thăng trầm như màn múa lân vậy. Ngược lại thì cái sự nghiệp của con giáp này lại rơi vào cái tình trạng trì trệ, không có sự thăng tiến nào cả. Về phương diện tình cảm thì bản mệnh cần phải cố gắng bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, thì hãy dùng cái hành động và cả lời nói nữa thể hiện cái sự chân thành của bản thân mình. Không cần phải thể hiện mọi lúc mọi nơi tính toán nọ kia cho mệt, mà hãy làm điều trái tim mình mách bảo, bởi lẽ tình yêu xây dựng trên nền tảng lợi ích chứ không phải tình cảm thuần túy thì khó lòng đi được bền vững lâu dài. Người ấy có thể đôi khi sẽ cảm thấy mơ hồ về chuyện tình cảm của hai người, có khi lạnh nhạt, xa cách, có khi lại trao cho bạn tia hy vọng về hạnh phúc không còn xa nữa. Đừng đứng yên một chỗ chờ đợi mà hãy chủ động tiến lên để khẳng định chủ quyền. Trong công việc, bạn đang không mấy tập trung làm việc, chính vì thế mà dễ mắc phải nhiều cái sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín cá nhân, có thể phải dùng tiền bạc để bồi thường. Bạn cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình khi làm việc. Hãy gạt hết chuyện tình cảm sang một bên, đừng để mình bị tác động. Vừa thể hiện cái sự chuyên nghiệp, trưởng thành, vừa tránh được cái sự phê bình, trách phạt của cấp trên. Và xem tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Tý thì tài vận của con giáp này bị vận trình sức khỏe làm ảnh hưởng. Sức khỏe càng yếu kém thì tài vận sẽ càng sa sút. Con giáp này rất dễ gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn, có thể bị vật sắc nhọn đâm vào, ảnh hưởng cả đến xương tủy. Quá trình điều trị tiêu tốn không ít tiền của, thuốc thang cũng đắt đỏ không kém. Nếu muốn giảm bớt những cái tai họa này thì bạn cần phải lưu ý khi sử dụng những cái vật dụng mang tính sát thương như là dao kéo, khi đi lại ngoài đường nên chú ý giữ cái khoảng cách an toàn cho mình. Sức khỏe không được tốt nên hạn chế dùng đồ lạnh hay dầu mỡ, cay nóng, không tốt cho dạ dày, cũng không tốt cho tổng thể sức khỏe. Trong cái tháng 10 âm lịch thì cái sự nghiệp không có điểm báo khá lên, vẫn dậm chân tại chỗ. Riêng vận trình tình cảm thì có những cái bước tiến đáng kể. Xét về cái phương diện công danh sự nghiệp thì bản mệnh đang gặp khủng hoảng trong các cái mối quan hệ xã giao. Bạn dễ nảy sinh cái tranh chấp hay hiểu lầm khá thường xuyên với đồng nghiệp, khiến cho cái việc hợp tác cũng làm việc kém hiệu quả, ảnh hưởng đến cái tiến độ công việc. Quan hệ với cấp trên của tuổi Tý cũng có thể bị xấu đi nhanh chóng vì bị tiểu nhân ganh ghét, buông lời xúc phiếm, mà có thể tiểu nhân chính là đồng nghiệp đang mâu thuẫn với bản mệnh. Nếu gặp phải cái tình huống này, bản mệnh nên cố gắng nói ít làm nhiều, dùng hành động để chứng minh cái năng lực, dùng thành tích để chứng minh mình có thể thành công. Tình cảm giữa con giáp này và người ấy có những cái dấu hiệu tăng nhiệt, tình cảm thăng hoa. Nếu muốn giữ trái tim người mình yêu thì cần phải bỏ thêm cái tâm tư và thời gian để ở bên tâm sự, chia sẻ cùng người ấy những cái vui buồn trong cuộc sống. Trong cái tháng 11 âm lịch, đường tài lộc hay công danh của con giáp này đều khá tốt, tuy nhiên thì tuổi Tý lại cần phải lưu ý đến cái vấn đề sức khỏe. Công việc trong cái khoảng thời gian này không quá vất vả, song bản mệnh nên lưu ý nắm bắt cơ hội hiếm có mà thể hiện cái tài năng của mình. Với những cái thành quả thực tế có được thì chắc chắn cấp trên sẽ hài lòng, tạo điều kiện cho bạn được tăng lương, tăng chức. Đương nhiên, cái việc thể hiện cái năng lực xuất chúng là điều đáng mừng, song tuổi Tý cũng cần phải học cách khiêm nhường. Sống đừng khoe mẽ quá mức, cây càng cao thì gió càng lớn, lùi một bước là tiến ba bước. Đừng tự cao tự đại mà khiến cho đồng nghiệp sinh lòng ganh tức, bày mưu tính kế hãm hại. Sức khỏe của những chú chuột trong những tháng gần cuối năm không được lý tưởng cho lắm. Bạn có thể bị cảm lạnh hay mắc bệnh về đường hô hấp, nên chú ý giữ ấm cơ thể thường xuyên, đừng vì cái đẹp mà ăn mặc phong phanh giữa trời giá rét. Và bước sang cái tháng 12 âm lịch thì theo dõi tử vi hàng tháng của người tuổi Tý thì trong tháng giáp Tết này, vận trình tổng thể của tuổi Tý có khuynh hướng tăng chậm, dù không vượt cái mức dự kiến nhưng cũng là cái dấu hiệu chấm hết cái năm khá trọn vẹn.
Về phương diện tình cảm thì người tuổi này nếu còn đang trên đường tìm kiếm tình yêu đích thực thì cuối cùng cũng nhận được cái sự hồi đáp của đối phương, tình yêu thăng hoa nhanh chóng, đôi lứa mong ngóng sớm về chung một nhà. Có thể ngay cuối tháng này sẽ có một đám cưới diễn ra. Trong công việc, bản mệnh không bị quấy nhiễu quá nhiều bởi tiểu nhân, lại được cấp trên ưu ái giúp đỡ nên có thể nói là như cá gặp nước. Thành tích trong tuần này không được tốt lắm. Song tiền thưởng, tiền hoa hồng lại cao hơn gấp nhiều lần. Có thể thoải mái mua sắm hết những cái thứ mình thích. Và bây giờ chúng ta sang một cái vấn đề thứ 8, đấy là hóa giải theo phong thủy phi tinh trong cái năm 2020 này. Xem tử vi tuổi Tý năm 2020 cả về cái sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên là mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ, đào hoa không có vượng nhưng cũng không phải là không có. Duy có sức khỏe là kém nhất, bản mệnh dễ đau yếu bệnh tật. Xét về phong thủy phi tinh năm 2020 thì trong cái năm Canh Tý, phương vị chính đông trong nhà chính là cái phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình. Bản mệnh cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế, chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn đến sức khỏe của người tuổi Tý. Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách là đặt ở trước cửa hay cửa phòng một cái tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, từ đầu năm nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình. Cũng là cái ám hiệu thay thế cho họa huyết quang có thể xảy ra. Năm 2020 cũng là cái năm trực thai tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm thai tuế nên càng phải thận trọng giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị chính đông trong nhà để không gây ra những cái tai họa khó lường. Trong năm cửu tử nhập cung chính nam cũng là cái cung đào hoa, mệnh chủ nếu biết bài trí phong thủy hợp lý có thể giúp cho cái tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc. Ở cái phương vị này nên dùng nhiều cái đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp sẽ báo về. À, quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị là về cái tổng quan tử vi của người tuổi Tý trong năm 2020, về tử vi về sự nghiệp, tử vi về tài lộc, về tình cảm, về sức khỏe và tử vi từng tuổi Tý chi tiết trong cái năm 2020 này và chi tiết theo từng tháng một trong cái năm 2020 và cái cách hóa giải phong thủy phi tinh năm 2020. Chúc quý anh chị sẽ gặp nhiều may mắn trong cái năm 2020 này và thành công rực rỡ hơn nữa. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.